Vâng, kênh bán hàng Bát Tư Văn Nhịp Cầu Xe Cũ xin gửi đến thông tin quý khách hàng một mẫu xe mới về tại cửa hàng đây ạ. Một chiếc Lazetti CDX được sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu tiên 2010. Một chiếc xe số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, Lazetti CDX. Và tổng thành của một chiếc xe quý anh chị có thể nhìn thấy ngay. Một chiếc xe mang một lớp sơn màu xám bạc tuyệt đẹp luôn. Với chiếc xe này ô tô chuẩn là 8 vạn quý anh chị nhé. Và chủ nhân đi cực kỳ là ít. Và đi làm khoảng cách 5 km một ngày thôi. Chính vì vậy mà giữ gìn để lại một chiếc xe sơn zin còn rất là nhiều trên xe luôn. Và sơn zin còn cực nhiều. Đấy, quý anh chị nhìn quan sát một chiếc xe sau 15, hơn 15 sử dụng như vậy mà để lại giá trị của nó như thế này. Và quý anh chị có thể thấy tuyệt đẹp đúng không ạ? Lazetti CDX, một chiếc xe phân khúc hạng C, một chiếc xe nhập khẩu đến từ Hàn Quốc. Đó, tổng thành của chiếc xe quý anh chị có thể quan sát một form dáng cực kỳ là đẹp. Rất giống Camry đúng không ạ? Và giá tiền của chiếc xe này thì cực kỳ là rẻ rồi, chỉ có 240 triệu đồng thôi, quý anh chị có thể tham khảo. Và một chiếc xe mà khẳng định là quý anh chị về xem xe chắc chắn là sẽ yêu ngay nếu yêu thích màu này. Rất đẹp. Và một dàn lốp được chủ nhân thay thế, cả 4 quả đều được thay thế năm 2020, một dàn lốp mới luôn. Và tình trạng của xe thì tất cả tình trạng còn nguyên zin, máy móc còn rất là đẹp, nội thất thì tươi và thân vỏ thì chưa hề bị đâm xô. Cực đẹp luôn. Đó. Và ngay bây giờ sẽ đi khám phá chi tiết tổng thành về phía nội thất của chiếc Lazetti CDX này nhé. Đây là toàn bộ phần nội thất của chiếc xe, một phiên bản số tự động. Và nó được trang bị những option bên trong gồm những gì? Điều hòa auto tự động. Đấy, gạt mưa tự động, đèn pha tự động, đề lổ start stop. Đấy, gương kính chỉnh điện cục điện tự động. Với cái dòng xe này là như vậy. Có trang bị cửa sổ trời, quý chị nhá, có trang bị cửa sổ trời, rất là đẹp luôn. Đó. Nội thất thì quý chị nhìn thấy bộ da cao cấp nguyên bản theo xe, còn khá là mới đúng không ạ? Và tình trạng của chiếc xe không hề bị mất một phân keo chỉ nào luôn. Với chiếc xe CDX này nếu mất một phân keo chỉ nào, Ba Tư Phan sẽ hoàn tiền cho anh chị và tặng anh chị chiếc xe này. Khẳng định là như vậy để cho nó rõ ràng. Để một chiếc xe mà quý anh chị có thể tham khảo được. Một chiếc xe siêu đẹp về nội thất cũng như là thân vỏ rất là ăn khớp khít với nhau. Khi mà đóng cánh cửa đây, các anh chị nhìn các cái đường ghép lối của nó tuyệt đẹp đúng không ạ? Đó, đóng cánh cửa đây, đóng cánh cửa rất là chắc luôn. Đấy, các cái đường ghép lối của nó cực kỳ là đẹp luôn. La răng được chủ nhân độ lên bộ la răng thể thao rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Độ la răng thể thao rất là đẹp. Đó. Và sang phía bên chính thì sao? Phía bên chính cũng vậy. Với mẫu xe này chỉ ngắn gọn cho quý anh chị thôi, chỉ có một từ đẹp thôi. Còn quý anh chị có thể về tham khảo xem chiếc xe này trực tiếp với thấy độ đẹp của nó, tình trạng nguyên zin 100%. Đấy, với một lớp sơn màu bạc, với cái dòng xe nhập khẩu đi cực kỳ đảm chắc như thế này, quý anh chị nên quan tâm. Trần rất là sạch sẽ luôn, chủ nhân đi một chủ giữ gìn cực đẹp. Đây là ghế phía sau. Sơ bộ một cái đoạn video clip như này, quý anh chị có thể tham khảo được ngay. Rất đẹp phải không ạ? Đó. Phần gầm thì sao? Cho chúng ta quan sát luôn phần gầm của chiếc xe này nhé. Đây là toàn bộ gầm của chiếc xe đây. Với cái ống xả bô như vừa rồi, ngay từ đầu đoạn video clip đã đưa ra thông tin, xe chạy 8 vạn không hề sai đâu. Ống xả bô của nó sáng trong luôn đây này. Tất cả tình trạng tem mác còn nguyên zin của cái gầm này. Đi cực kỳ đảm chắc với dòng xe này nhá. Cái gầm cực đẹp luôn. Đó. Và phần cốp sau, sẽ mở phần cốp sau lên. Rồi. Đây là toàn bộ phần cốp của chiếc xe, rất là rộng rãi. Rất là rộng rãi luôn. Đấy, tình trạng nguyên bản hết. Tuyệt đẹp với một chiếc CDX màu xám bạc như thế này, số tự động. Đây là phần cốp. Và chỉ còn một chi tiết nữa để gửi đến thông tin quý anh chị, đó là khối động cơ của chiếc xe.
Thì đây là toàn bộ khối động cơ chiếc xe, thực ra chưa được dọn rửa gì đâu, nhưng mà quý anh chị có thể nhìn đây, cực kỳ là sáng đúng không ạ? Đấy, rất là sáng luôn. Từ những phần vách máy này. Đấy. Rất là sáng và đẹp luôn nhé. Dòng động cơ của CDX thì nó là động cơ 1.6. Đấy, chạy cũng tương đối là tiết kiệm nhiên liệu. Còn đây quý chị có thể nhìn vào thấy được ngay lắp cabo những cái gì đây. Còn ốc bản lề nguyên bản luôn. Rất là đẹp. Đó. Và chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Ba Tư Phan với mức giá chỉ có 240 triệu đồng thôi. Một chiếc xe số tự động đáng tiền, đáng đồng tiền để quý chị bỏ ra mua. Rất đẹp. Thì vừa rồi Ba Tư Phan đã quay tổng thành một chiếc Lazetti CDX vừa nhờ cập bến tại cửa hàng. Chiếc xe này được sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu tiên 2010. Với mẫu xe này đang được chào bán tại Ba Tư Phan với mức giá là 240 triệu đồng. Để mọi thông tin liên hệ thì quý anh chị có thể điện thoại theo số điện thoại 0963 882 833 hoặc về tại địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương để có thể xem chiếc xe này và đi vào chung kết với một mẫu xe siêu đẹp. Ba Tư Phan sẽ có chương trình giảm giá cho quý anh chị một mức giá hợp lý để quý anh chị có thể chốt được chiếc xe này nhé. Một nữa xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video clip tiếp theo.